có này anh, ở chữ có đã gọi là vô lực, đã gọi là vô lực. Thì ở vừa rồi mới nói là cái quẻ càn này nó hữu lực, bỗng nhiên ở dưới này nó mất đi, nó không phải là vô lực à? Vô lực tức là lực của ta yếu đi. Chúng ta coi cái hư thọ đây nè, hư thọ tức là càng yếu hơn nữa thì nó đủ thuộc về quẻ cấn. Hai cái này khác nhau nha, tốn với cấn hai cái này khác nhau nha. Có phải là lực trung án ở đây nó có không? Có, lực trung án ở đây nó mất đi luôn phải không? Thì đây là cái gì? Đây là hư thọ mà tí tán. Ở đây là gì? Nó có hư thọ không? Không, nó chỉ hư thôi chứ chưa có thọ. Chính vì như vậy thành ra quý vị lúc ban đầu quý vị cứ tưởng rằng thì là ở cái quẻ tốn này đó nó là không phải là hư thọng nữa, nghĩa là nó vẫn hữu lực, nhưng mà không phải, nó bị mất thì giảm đi cái lực rồi, giảm đi một cái lực thì nó gọi là vô lực, nhưng mà hư thêm nữa thì nó gọi là hư thọng, thì gọi là mặt án. Hai cái này khác nhau nha. Nếu như mặt đi mặt quẻ tốn so với mặt đi quẻ cấn, tức là giữa cái hư và cái tán á, cái bệnh nào nặng hơn? Tán nặng hơn, khí của nó thoát đi quá nhiều rồi, phải không ạ? Đúng vậy. Các chị so sánh giữa mặt hồng, mặt hư và mặt tán có phải rõ chưa? Mặt hồng là mặt hữu lực, hữu lực tính từ dưới zero hạt đậu cho đến trước 6 hạt đậu, mặt nó đều có mặt như nhau, mặt của nó không tăng và không giảm, khi nó có nó hiện hữu đều đặn. Lực tay của chúng ta nhấn xuống từ từ mà lực của nó vẫn rõ ràng và đều đặn như vậy thì gọi là mặt hữu lực, là mặt hồng, là biết hỏa nó đang mặt. Hiểu chuyện này chưa? Nhưng khi chúng ta để dưới zero hạt đậu cho đến 3 hạt đậu, 4 hạt đậu, bỗng nhiên cái lực của nó giảm đi, chúng ta thấy nó yếu hẳn đi và rồi không còn nữa, thì đó là gì? Đó là mặt hư, khí nó bắt đầu tán đi rồi, giảm đi rồi. Chúng ta lưu ý ở cái độ 3 hạt đậu, 4 hạt đậu đó mà vẫn có mặt thì cái trung án của cái anh dương này nó còn hiện hữu. Kỳ tới bài này nó hơi dài, hơi khó, thì tôi có thể tôi giảng cái mặt phù này 2 lần 2 tuần nha, để cho quý vị thông. Khi quý vị thông được mặt phù rồi á, chuyện của mặt trầm rất là dễ ha. Khi chúng ta coi cái mặt vô lực, mặt hư, nó khác với mặt coi mặt tán nó khác với mặt hư, đương nhiên nó phải khác với mặt hồng rồi, đúng không ạ? Mặt tán tức là mặt mới để tay zero, dưới zero hạt đậu chúng ta bắt đầu thấy có nhấn xuống từ từ 1 hạt đậu 2 hạt đậu, chưa tới 3 hạt đậu thấy vẫn lực bắt đầu giảm đi rồi, và đến 3 hạt đậu nó mất luôn, càng mất càng nhấn, thì như vậy cái đó là mặt tán, khí nó quá thoát đi rồi. Hiểu chưa thầy không? Rõ ràng phải không? Bây giờ chúng ta xem đến mặt song quản, tức là mặt hống. Có nghĩa là cái quẻ cấn là mặt tán phải không thầy? Quẻ cấn tức là mặt tán. Rồi chúng ta xem mặt song quản. Song quản tức là rỗng ở giữa, thì nó thuộc về quẻ gì các anh chị? Rỗng ở giữa tức là quẻ ly, phải không? Rỗng ở giữa tức là quẻ ly.
quả ly thì sao? Chúng ta thấy nè, cái anh hồng nè là mặt nó đi càm nè, cái anh hư nè mặt nó đi tốn nè, cái anh tám mặt nó đi cấm nè, rồi cái anh hống mà tao đi ly nè, rõ không? Chúng ta xem nha, chúng ta xem quái can là mặt nó đi hồng nỗ lực, quả tốn là mặt nó đi hư, quả tán tức là quả cấn mặt đi tán, và quả ly tức là mặt đi hồng. Cái mặt hồng này đó, cái mặt hồng này đó là sơ án có hồng, có sơ án trung án trọng án ở đây nó là cái phần dương đó nha, chứ tôi không nói là dưới sáu hoa đậu thôi nha. Nha, tôi vẫn gọi nó là sơ án, trung án và trọng án. Nha. Rồi, khi chúng ta học cái bài mặt trầm thì tôi sẽ trở lại cái phần mặt phù này để quý vị rõ thêm. Chúng ta coi nè. Ở đây là sáu hoa đậu nè. Như vậy là trên sáu hoa đậu này đó mà nó đi quả ly. Tức là cái đây là cái phần mà huyết ương tức là huyết nó bị giảm đi, bị mất đi, bị thiếu huyết, có vấn đề. Mà đây huyết ương thì khí nó làm sao, khí nó có bị mất không? Có luôn. Bởi vì sao? Bởi vì cái lực trung ám này này nó không có, nó không còn, cho nên khí và huyết của nó giảm mất. Khí nó đi đâu? Khí nó đi lên trên này, nó làm phù nè. Huyết nó đi đâu? Huyết nó đi xuống, nó làm trầm nè. Hai cái anh khí và huyết này nó không có dung thông với nhau nè. Cho nên lực trung án nó mất nè. Lực trung án, sơ án, trung án, trọng án của cái gì? Của cái độ phù nha. Chứ không có nói độ trầm đâu à. Các chị hiểu chỗ này không? Trường hợp này là trường hợp bệnh nặng hay nhẹ? Bệnh nặng. Huyết nó thoát, khí nó thoát nó đầm rồi. Mà đằng này thêm cái anh huyết nó thoát nữa, là bệnh nặng hơn nữa. Rồi, đến đây chúng ta đi tiếp hai cái câu còn lại. Tức là mặt lao và mặt tế, mặt du phải không? À, mặt cắt phù nhi án cổ, cắt mặt ngoại cường. Tức là mặt cắt và mặt nhu. Phù nhi án cổ tức là cái gì? Trống cổ tức là trống, án cổ tức là nhấn tay cứng như là nhấn vô mặt trống vậy đó, gọi là mặt cắt. Chúng ta xem cái mặt cắt tức là từ sơ án cho đến trọng án phần dương nha, phần dương chưa tới sáu hoạt động này. Dưới giai đoạn hạt đậu chúng ta thấy có. Rồi chúng ta nhấn tay xuống, nó cứng. Nó có hữu lực không? Tôi nói quẻ càn nè. Tôi nói ở cái quẻ càn nhé, nhưng mà nó đi theo cái dạng mặt cắt đó nha. Mặt cắt trong định nghĩa là phù nhi án cổ, cắt mặt ngoại cường. Ngoại cường tức là tà khí ở bên ngoài nó đánh vào. Vì nhiễm phải tà khí ở bên ngoài, nó biểu hiện mặt cắt.
nha. Mặt cách là mặt án cổ, tức là cứng như rờ mặt trống. Tức là không có mặt hả thầy? Đến đây chúng ta mới xem. Có mặt chứ. Có mặt cho nên chúng ta mới xác định nó là hồng. Nếu nó kèm theo cách, chúng ta thấy là mới để tay lên nè, dưới zero hạt đậu chúng ta thấy nó có. Mà chúng ta thấy nhấn xuống nè, nhấn xuống cho đến trước 6 hạt đậu, chưa tới 6 hạt đậu, lực của nó vẫn có, vẫn hữu lực, nhưng mà nó cứng, nhấn xuống khó khăn lắm. Vẫn có mặt như thường, nhưng mà nhấn xuống nó khó khăn thì gọi là mặt cắt. Cứng là sao vậy? Cứng. Thấy nó cứng. Cái mặt trống, ok. Chúng ta rờ cái trống đánh, cái trống nó căng như vậy đó. À, ha. Thì nó cứng như vậy nha. Chúng ta cứ tưởng tượng đi. Mà nếu mà mặt bình thường thì nhấn lên nhấn xuống nó dễ dàng, thì gọi là mặt hồng. Mà nhấn xuống nó cứng, nó khó khăn. Càng cứng chừng nào thì mặt cách nó càng nặng chừng đó, tức là ngoại cường, tức là tà khí bên ngoài nó rất là mạnh, nó tấn công thẳng luôn, gọi là mặt cấp. Hay khác nhau nhà hồng với cấp khác nhau nha, nhưng mà nó giống nhau ở chỗ nào? Giống nhau ở cái hữu lực nha. Đây là thể thứ nhất của cấp. Cái thể thứ hai của cấp này, nên nhớ mặt cấp là mặt cứng như mặt trống, nhấn xuống khó lắm. Càng khó chừng nào thì bệnh nó càng nặng chừng đó, nên nhớ chuyện đó. Chúng ta coi cái mặt tốn này, cái quả tốn này. Chúng ta coi quả tốn. Quả tốn ở đây trong cái bộ mặt này nó là mặt hư, phải không? Hư mặt, đúng chưa? Nếu nó bền từ dưới zero hạt đậu cho đến 3-4 hạt đậu mà nó vẫn còn hữu lực, nhưng mà dưới 4-5 hạt đậu mà nó bắt đầu lực nó giảm đi và không còn nữa, đến trước 6 hạt đậu đó, thì đây là tốn. Mặt nó mềm mại thì gọi là hư. Nhưng mặt nó cứng như mặt trống thì gọi nó là gì? Là mặt cắt. Hư đi kèm với cắt, tức là mặt hư cắt. Trường hợp mà mặt hồng với cắt, mặt hồng mà đi với cắt, mặt hồng bình thường thôi thì nó mềm, mặt cắt là nó cứng. Nhưng mà nói rằng mặt hồng cắt có nghĩa là gì? Mặt nó hữu lực mà nó cứng, được gọi là mặt hồng cắt. Mặt hư cắt là mặt sao? Mặt hư cắt là mặt nó vô lực ở phần dưới, phải không ạ? Nhưng mà nó hữu lực ở phần dương nha, mà nó cứng, được gọi là mặt hư cắt. Hai cái này khác nhau như thế nào anh chị? Đây nha, tôi phân tích chỗ này chút xíu nè. Quẻ càn tức là dương và âm, nó dung thông, phải không ạ? Dương và âm nó dung thông. Tôi lấy thí dụ ở bên này kinh dương là mặt phù, tức là nói về kinh dương thôi nè. Kinh dương ở đây là kinh mỵ, đúng không? Kinh âm là tâm bào. Mặt ở vị nè, mặt ở vị mà nó đi càn có nghĩa là gì? Có nghĩa là huyết của vị nó đi được tới đâu? Nó đi được tới tâm tiêu. Phần huyết vị đi với tâm tiêu, phần khí đi đâu? Đi tới tỳ. Nó đi càn, mặt quẻ càn tức là gì? Quẻ càn của trước trên 6 hạt đậu đó. Này hơi khó chút xíu, nó mới có thể làm ra. Thật ra phân tích, kệ tôi cứ phân tích thì rồi từ từ quý vị sẽ